Mạnh Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý khán thính giả để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Sau đây là phần tin thế giới. Được Quốc hội bật đèn xanh, Tổng thống Ai Cập sẽ đưa quân tham chiến ở Syria. Quốc hội Ai Cập đã đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Tổng thống El-Sisi điều động các lực lượng quân đội của nước này để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến ở bên ngoài biên giới nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Đó là mục đích của cái chuyện thông qua. Và bản tin cho biết thêm là động thái này được cho là nhắm tạo điều kiện cho quân đội Ai Cập can thiệp vào các nước láng giềng, đó là nước Libya, trong cái bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường can thiệp vào tình hình ở nước láng giềng này và hậu thuẫn cho một cái chính phủ gọi là chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, viết tắt là GNA, để mở rộng phạm vi kiểm soát. Đặc biệt là quân đội GNA của Libya đã điều động nhiều tay súng nhằm tấn công và giành quyền kiểm soát thành phố biển Sirte. Đây là bước đi mà chính quyền Cairo coi là một mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia của họ. Và động thái này được cho là giọt nước làm tràn ly, khiến cho các giới chức Cairo hết sức quan ngại, đó là nước Ai Cập. Trước đó thì Tổng thống của Ai Cập là ông Sisi đã cảnh báo là Ai Cập có quyền hợp pháp trong việc can thiệp vào tình hình ở Libya, đồng thời nhấn mạnh là thành phố Sirte và Al Zufa là lằn ranh đỏ đối với an ninh quốc gia của Ai Cập và tuyên bố sẽ thực hiện hành động quân sự ở Libya sau khi nhận được sự chấp thuận của Quốc hội Ai Cập. Và chúng ta biết là ngoài Ai Cập thì đến Syria nữa là những quốc gia mà Ai Cập rất là quan tâm ở miền Trung Đông hiện nay, cũng như quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã can thiệp vào biên giới cũng như tại trong biên giới của các quốc gia này, và quân đội Ai Cập lấy lý do là bảo vệ an ninh quốc gia để thi hành cái sự đồng thuận của quốc hội. Bởi vì như vậy tức là có tính cách đồng thuận của cả quốc dân. Một bản tin khác về thế giới nói đến việc một số các cơ sở hạt nhân của Iran bị phát nổ một cách gọi là kinh hoàng trong thời gian vừa qua. Theo như tờ Al-Shabaab thì đã cho biết là quân phòng vệ của Do Thái, viết tắt là IDF, đã trở thành công cụ quan trọng giúp cho chính quyền Tel Aviv, tức là Do Thái, giành được lợi thế trong cuộc chiến ngầm với Iran hay là các lực lượng ủy nhiệm của Tehran ở khu vực Trung Đông. Tờ báo của Do Thái còn dẫn chứng từ những vụ nổ bí ẩn liên tiếp diễn ra tại các cơ sở năng lượng và quân sự quan trọng của Iran trong thời gian gần đây, rất có thể là những tác phẩm, là những việc làm của quân bí mật IDF và Mossad. Mossad là cơ quan tình báo của Do Thái. Và ngay chính truyền thông Israel cũng phải thừa nhận rằng nước này đang thực hiện các chiến dịch ngầm nhằm phá hoại chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Và vẫn theo tờ Arushava thì tổ chức bí mật tình báo Mossad của Do Thái có một mạng lưới gián điệp quy mô lớn ở Iran. Và cuộc đột kích vào các cơ sở lưu trữ nguyên liệu hạt nhân bí mật ngay giữa thủ đô Tehran năm 2018 đã cho thấy là khả năng của lực lượng này rất đáng tin cậy. Và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới việc Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Iran với nhóm P5+1. Mà lúc đó chúng ta cũng có nhiều người thì chỉ trích Tổng thống Donald Trump, mà nay thì cái tin mật này mới được tạm gọi là hé mở. Bởi vì tình báo Mossad của Do Thái đã làm được những công việc tốt, cho nên là không ngại ngần gì để phải ký hợp đồng trong cái thỏa thuận khối P5+1 với Iran. Chúng ta ca tụng Tổng thống Donald Trump và cái sự yên lặng của Hoa Kỳ từ nó tới nay tuyệt vời. Một bản tin sau cùng về thế giới nói đến việc lật một chiếc xe chở khách du lịch
làm cho 24 người bị thương và 3 người bị chết sau khi mà chuyến xe buýt này đã chật đường đi khi chở khách du lịch để đi tham quan cái vùng băng tuyết ở công viên quốc gia Jasper ở Canada. Chiếc xe này đã bị lật hôm Chủ nhật, có tên là Ice Explorer, nghĩa là khám phá băng tuyết. Họ đang trên đường từ thành phố đến khu vực Alaska Glacier, nơi được nhiều khách du lịch ghé thăm nhiều nhất ở Bắc Mỹ, thuộc vùng băng Columbia xa xôi ở quận Alberta. Và bản tin cho biết là 3 người lớn đã bị chết và 24 người bị thương. Chiếc xe đã bị lật sau đó và đã rớt xuống ở cái khu thung lũng vùng băng giá. Dĩ nhiên khi nói đến du lịch thì rất nhiều người thích, và chính cá nhân chúng tôi cũng vậy, thích cái gì thiên nhiên lắm. Mà cái vùng băng giá của ở quận Alberta, Canada đã là một trong những cái khu vực băng đá rất hấp dẫn, gần giống như thể là cái vùng Grand Canyon của chúng ta ở tiểu bang Arizona, nó gần giống như là các cái vùng thắng cảnh của chúng ta ở nhiều tiểu bang mà khách du lịch trên thế giới đổ dồn về, cũng mong muốn được thí dụ như đi đến Las Vegas đấy, hoặc là đi đến đập Hoover Dam, hoặc là đi thăm Grand Canyon ngay miền Nam của chúng ta đây. Cũng nhiều tổ chức và nhiều và phái đoàn du lịch mà ở đây tổ chức đã đưa đi thăm Grand Canyon là như vậy. Cho nên cái vùng băng giá Glacier của Canada ở quận Alberta cũng thu hút hàng năm rất nhiều khách du lịch. Mời quý khán thính giả trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại để theo dõi phần tin châu Á với một hai tin đáng chú ý như sau. Chính quyền Đài Loan từ chối thực thi hai quan chức Hồng Quốc, tức là hai quan chức Hồng Kông đó, thưa quý vị. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chính thức phát biểu về châu Á.